có cái gì mà có, chắc chắn là bọn chị không chị có luôn. Dạo này chị kiếm bom ấy. À. Em có làm gì đâu? Suýt em nhỏ miếng rồi. Ôi, hoặc tưởng ngủ trong rừng à? Ơ kìa Hưng. Sao? Dạo này ngu chịu mặt tệ. Vớ vào trong đầu mà không nghĩ gì hay ho. Ôi, chị buồn cười nhau cho tất cả các thứ thì cái này hay ho nhất. Tại sao em chỉ nhìn thấy hơi đâu. Này, chị đến rồi. Này, mẹ. Dành ơi kìa. Tại chị. Chào Dương. Chào hoàng tử đó. Hoàng tử ở đây nhá. Chị đi tắm đây. Đi tắm. Con em chưa thân hàng xóm. Cậu ăn mì xào mì nước. Tôi ăn gì cũng được. Nhiều ai ơi, cái chai dầu gội nó ở đâu đấy? Mày dùng nước lau nhà đi. Chị ra cái đồ dám ăn. Nào. Chị này buồn cười nhỉ. Không có chụp chủng gì đâu nhá. Bây giờ mà muốn chụp ảnh với phi công ấy, nôn tiền ra đây. À, con này, mày định độc quyền à? Của em à? Không phải của em, của chị Hoài. Nhưng mà của chị Hoài ấy, thì cũng là của em. Chị em trong nhà ấy. Chúng mày ăn nhanh về đi. Vâng ạ. Dũng ăn đi em ơi. Chị Nga ăn đây ạ. Em mời cả nhà. Tự nhiên ăn đi nhá. Ăn đi. Nào, cùng uống, cùng vui, cùng uống, cùng vui. Uống đi nhá. Chúng mày nhanh về đi. Nhanh. Tao nóng mắt chứ mày cực kỳ rồi. Nhanh, đứng dậy đi bê. Về thì về. Chị về nhá. Nhanh lên đi. Thì ấy, người ta đuổi mình về rồi, mình ở đây làm cái gì nữa hả chị, đúng không? Đấy. Nói chung là ấy, chị em thì cũng tan biến khi mà phi công xuất hiện thôi. Thất vọng với bà chị quá. Qua đi. Lần sau có muốn rủ tụi này đến, tụi này cũng không đến đâu nhá. Chắc chưa? Vâng. Chắc. Đang tính mai nấu lẩu mà chúng mày nói thế tao hỏi đi chợ luôn. Chị thề đi, ngày mai ăn lẩu dưa cua bò thêm hải sản phu tóc bình nha. Em sẽ gọi tất cả bọn nó đến ủng hộ chị. Tiến hai cô hồn với tháng 7. Đi về đây. Gắp nốt miếng đi về. Bye bye, chị về nhá. Chị về đi. Chị phải đuổi. Chị về nhá. Các chị vui thật đấy. Thì nghèo mà. Có mỗi niềm vui tài sản thôi. Nghèo nhưng mà ấm áp. Còn hơn đầy đủ mà lạnh. Nào. À. Làm sao? Ui, bảo sao quả cho tao về đi. Ui, em thề là em không nhìn thấy gì đâu nhá. Thấy gì đâu? Có nhìn thấy gì đâu? À, chị ơi, quả, ô dề.
ôi, sao chị dối thế? Để em để lại cho chị nhá. Một chiếc dối thế để em xoa đầu cho chị nhá. Một chiếc xoa đầu thật ấm áp quá đi. Mày ồn ào quá. Dạ, con đây ạ. Con đang ở đâu đấy? Em làm gì đấy? Nhà đang có chuyện mà con còn đàn đúm với mấy con đấy à? Dạ, không phải như bố nghĩ đâu ạ. Nếu thấy vui thì con ở đấy luôn đi, đừng về nữa.